Được thành lập từ năm 2002, Eurowindow là đơn vị tiên phong cung cấp cửa nhựa UPVC theo tiêu chuẩn châu Âu tại thị trường Việt Nam. Bằng những nỗ lực bền bỉ và sức sáng tạo không ngừng trong suốt 17 năm qua, Eurowindow đã khẳng định vị thế nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình, Eurowindow luôn giữ vững giá trị cốt lõi, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Điều đó được thể hiện cụ thể qua các dấu mốc quan trọng Eurowindow đã đạt được. Năm 2002, xây dựng nhà máy đầu tiên. Năm 2005, xây dựng nhà máy thứ hai tại Bình Dương. Năm 2010, nhà máy thứ tư với hai dây chuyền sản xuất cửa nhôm, vách nhôm kính lớn và cửa gỗ chính thức đi vào hoạt động. Năm 2013, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Năm 2018, khai trương văn phòng đại diện tại Myanmar. Sau 17 năm hình thành và phát triển, mạng lưới văn phòng làm việc, showroom trưng bày và nhà máy sản xuất của Eurowindow trải rộng khắp Việt Nam và từng bước phát triển sang các nước trong khu vực. Các nhà máy của Eurowindow đều được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, nhập khẩu từ các nhà cung cấp hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Phần Lan và Tây Ban Nha. Sản phẩm của Eurowindow đa dạng về chủng loại và mẫu mã, phù hợp với nhiều loại hình công trình khác nhau, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của những kiến trúc phức tạp nhất. Cửa nhựa UPVC của Eurowindow sử dụng thanh profile comelling, có cấu trúc dạng hộp và lõi thép gia cường nên độ bền cao, hệ phụ kiện đồng bộ với chốt đa điểm, bản lề 3D giúp đóng mở đa chiều. Xoang và hộp kính giúp cửa kín khít, tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng. Cửa UPVC phù hợp làm cửa sổ, cửa đi cho các công trình như khách sạn, biệt thự, chung cư. Cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn của Eurowindow được sản xuất từ vật liệu nhôm cao cấp, có cầu cách nhiệt, hệ phụ kiện kim khí đồng bộ nên chịu lực tốt, tải trọng nhẹ, tính thẩm mỹ cao, cách âm cách nhiệt hiệu quả. Cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn của Eurowindow phù hợp với các công trình dạng high-tech như trung tâm thương mại, cao ốc, tòa nhà văn phòng, cửa gỗ thông phòng, cửa chính. Sàn gỗ của Eurowindow được sản xuất từ gỗ thịt, gỗ tự nhiên ghép thanh, gỗ MDF và HDF với nguyên liệu là gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu. Các sản phẩm gỗ của Eurowindow được ứng dụng công nghệ xử lý nguyên liệu đầu vào theo tiêu chuẩn châu Âu nên tính ổn định cao, đóng mở êm, cách âm, cách nhiệt tốt, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Cuộc sống hiện đại kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn và hỏa hoạn là một trong số đó. Cửa gỗ chống cháy Eurowindow được cấu tạo từ tấm khoáng chống cháy calcium silicate, bông thủy tinh hoặc rock wool, gioăng chống cháy. Bề mặt phủ một lớp gỗ lạng tự nhiên và sơn phủ PU sẽ ngăn chặn sự lan tỏa khói bụi, kéo dài thời gian để thoát hiểm, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra. Eurowindow còn cung cấp ra thị trường các loại cửa cuốn khe thoáng với ưu điểm hiện đại, vững chắc, an toàn, vận hành êm và đẹp. Sản phẩm phù hợp với các công trình biệt thự, gara ô tô, nhà xưởng. Bên cạnh các sản phẩm cửa mở bằng tay, Eurowindow còn phát triển các loại cửa mở tự động như cửa trượt hai cánh và bốn cánh. Loại cửa này phù hợp với các ngân hàng, khách sạn, trung tâm thương mại có lưu lượng người qua lại lớn, tốc độ lưu thông cao nhưng vẫn đảm bảo tách biệt môi trường bên trong và bên ngoài. Sản phẩm kính Eurowindow chịu lực tốt, có khả năng loại trừ tia cực tím và cách âm cách nhiệt rất tốt, phù hợp để làm vách ngăn, cửa thủy lực, cửa đi, cửa sổ, vách buồng tắm kính. Phát huy lợi thế của nhà máy sản xuất cửa gỗ, Eurowindow đã phát triển thêm một dòng sản phẩm mới là nội thất liền tường. Sản phẩm nội thất của Eurowindow có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo công năng sử dụng, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau từ nhà riêng, văn phòng làm việc cho đến công trình khách sạn 5 sao và khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Bên cạnh việc sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao, dây chuyền công nghệ hiện đại đến từ châu Âu, Eurowindow còn có hơn 4.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, cộng với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong tất cả các khâu, tư vấn, thiết kế, thi công đã giúp Eurowindow khác biệt và thành công. Sản phẩm của Eurowindow đã có mặt tại các công trình trọng điểm quốc gia và những dự án của các chủ đầu tư lớn tại Việt Nam như Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Văn phòng Chính phủ, Cảng sân bay quốc tế Cần Thơ, Cung triển lãm xây dựng quốc gia, khu du lịch nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh, khu du lịch nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Cam Ranh, khu phức hợp Nong Tha của chủ đầu tư Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Lào.
sau khi chính thức khai trương văn phòng đại diện và showroom tại Yangon, Myanmar, thông qua các triển lãm, hội chợ, hội thảo, Eurowindow đã nắm bắt cơ hội, từng bước xác lập thị phần và tiếp cận được khách hàng, chủ đầu tư lớn, cung cấp sản phẩm cho các dự án tiêu biểu như khách sạn, nhà máy và công trình nhà riêng. Có mặt tại hàng triệu công trình của các nhà thầu và chủ đầu tư lớn, sản phẩm của Eurowindow đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam. Doanh thu và sản lượng của Eurowindow cũng tăng trưởng không ngừng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Với những thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, Eurowindow đã vinh dự 2 lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào các năm 2011 và 2013. Đến năm 2017, Eurowindow lại được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Sản phẩm của Eurowindow cũng được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Năm 2018, Eurowindow còn vinh dự nhận được giải thưởng thương hiệu quốc tế do Quỹ Thương hiệu Châu Á-Thái Bình Dương trao tặng. Hành trình 17 năm hình thành và phát triển, Eurowindow đã giành được rất nhiều các giải thưởng, nhưng giải thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu của khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư trong và ngoài nước. Đó chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục nỗ lực và sáng tạo hơn nữa nhằm khẳng định vị thế của nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm quốc tế. Eurowindow, thương hiệu quốc gia liên tục phát triển cùng đất nước.